Khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 12, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Phúc thuộc địa phận xã Yên Hòa, công an huyện Yên Mỹ đã phát hiện và bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại phòng nghỉ của công nhân dưới hình thức đánh tá lả và đánh liêng. Tại bàn đánh tá lả có 4 đối tượng đều ở huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình và chứng thu được trên chiếu bạc và trong người các đối tượng trên 12 triệu đồng và các vật chứng liên quan. Tại bàn đánh liêng có năm đối tượng ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, ở huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình, vật chứng thu được trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hơn 10 triệu đồng, một bộ bài tú lơ khơ và các vật chứng liên quan khác. Các đối tượng đều là lái xe và công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Phúc.